Hello và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình nha. Trong clip của ngày hôm nay mình sẽ chỉ lại anh em cái cách mà cài đặt server Nichado, cài đặt cái server của mình chơi làm sao để anh em có thể trải nghiệm game một cách tốt nhất. Thì khi mà anh em vào game thì anh em phải đăng nhập, những cái bước đấy thì không cần phải chỉ nữa đúng không? Thì anh em vào thì anh em sẽ ấn cái thanh ba sọc như này cho mình, ba sọc vàng. Nó có những cái như là My Service, là những cái hệ thống anh em thuê ấy, nó có nhiều cái lắm, không phải chỉ có mỗi server đâu. Tiếp theo là Order Service, là đây là nơi mà anh em thuê server nè. Đó, anh em muốn thuê sao thì thuê thì ấn vào Game Server nè. Đợi một chút, thì thường thường là mọi người sẽ thuê cái server Singapore, còn đây nó có hai cái Game Server là Public Server Basic. Thì cái này nó cùi hơn cái public server đó, nhưng mà và rẻ hơn luôn, nhưng mà cùi hay là chỗ nào thì mình không để ý nữa. Nói chung thì anh em nếu mà muốn tiết kiệm chi phí thì có thể thuê cái public server cũng được, không sao hết. Slot thì ở cái game ARK của chúng ta thấp nhất anh em bắt buộc phải là 6 slot nha. Tên server là ARK Smartphone Mobile nè. Anh em lưu ý là đừng có mà ấn nhầm nha, tại vì nó có khá nhiều đó, như là smartphone này, PS4 này, PC này, đó. Tiếp theo đó chính là cái phần ngày thời hạn của server. Ở đây thì anh em có thể chọn, ví dụ muốn chơi ít ít thì 3 ngày cũng được, nhưng mình nghĩ là 3 ngày thì chỉ là anh em test thử cái gì đấy thôi. Cái giá của nó là $2.44, chắc cũng tầm khoảng 50-60 ngàn ở Việt Nam thôi. Anh em thuê 30 ngày thì nó lên tới 9 đô mấy, nó tầm khoảng vào 200 ngàn. Không phải đâu, 180 ngàn thôi. Đó, thì anh em sau đó anh em được thì anh em ấn chữ order này. Đó, xong rồi nó sẽ bắt anh em xác nhận lại cái thông tin. Rồi sau đó là anh em ấn chữ order thôi, nhưng đây thì mình chỉ làm cho anh em ngắm vậy thôi. Tiếp theo đó chính là cái phần cài đặt server. Khi mà anh em thuê xong ấy, nó sẽ xác nhận một chút thôi, thì nó sẽ hiện cái tên server ở đây. Ở đây anh em thấy là những cái cục tròn tròn, cái hình server nó có ba màu nha. Đây ví dụ như là mình ấn cái rồi mình restart cái server này đi. Đó thì anh em thấy hiện tại nó đang là có ba màu nè. Đó, đỏ, vàng và xanh lá. Màu đỏ có nghĩa là server anh em đã bị dừng lại. Đôi khi là những anh em nào mới thuê server đó, thì server nó thường nó phải hoạt động hết công suất để nó spam ra những cái con thú, những cái cây cỏ gì đó. Thì đây là cái lúc mà vào khoảng 7 ngày đầu tiên anh em mới thuê server thì nó sẽ có triệu chứng là nó hay bị dừng lắm. Đôi khi nó hứng lên thì nó dừng vậy thôi, mà người chơi người ta không có chơi được. Đây thì anh em phải chú ý và vào trong này ấn chữ restart, ấn chữ start lại để cho server nó chạy nha. Đó. Và cũng có một số trường hợp khi mà anh em ấn này, cái này á, anh em ấn stop hay là start ấy, thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ đứng im như thế này, nó cứ để màu vàng vậy thôi. Nó không chạy lên mà nó cũng không chạy xuống, ví dụ như là nó không start hoặc là nó cũng không stop. Thì đây là lúc mà anh em cần phải lên máy tính, hoặc là anh em chờ một xíu thì nó sẽ hiện lên một cái bảng là force to stop hoặc là force to start, nghĩa là bắt buộc nó, như vậy thúc đẩy ép buộc nó phải hoạt động hoặc là ép buộc nó phải tắt đi. Những cái trường hợp này thì chỉ xảy ra vào lúc đầu thôi, anh em lưu ý đừng có restart server nhiều quá. Restart nó chỉ có vậy thôi. Và tiếp theo là tới cái phần cài đặt, thì đây mình sẽ một cái điều nữa là khi mà anh em thuê server đó thì nó có cái phần RAM này, lùi lại order service này. Ôi đâu rồi, cái gì ta, order service này, game server này, ở đây nó không có cái RAM này. Ở đây nó có cái RAM upgrade này, thì anh em nếu mà anh em chọn là 2048 là 2 gram 2 GB ấy, thì server nó chạy nó sẽ mượt hơn đó. Và anh em up lên 8 GB thì đúng là quá kinh khủng luôn. Nhưng mà thường thường server ARK chúng ta chỉ cần 1-2 GB là đủ rồi. Thì khi mà anh em thuê cái server 2 GB như vậy ấy, nó sẽ hiện lên là Public Advanced, 26 slot là nó có thêm chữ Advanced, là để cho anh em thấy biết là cái server này nó RAM nó cao hơn bình thường. Và
tới cái phần cài đặt server, nên mình nghĩ đây là cái phần anh em hay thắc mắc nhiều nhất luôn. Có nhiều bạn hỏi mình, nhưng mà mình có làm một cái clip như thế này rồi, nhưng cái clip đấy thì là hồi đầu đó anh em, nên là không có nhiều người xem đâu. Tại vì mình muốn là làm cho anh em một cái gì đấy mà nhìn nó chính quy một xíu, nó cập nhật mới nhất luôn, nên là mình quyết định làm lại cái này. Đầu tiên là phần name server. Như đây là cái tên server, là nơi mà anh em nhập vào cái phần tìm kiếm đó. Thì đây cái tên server mình là ARK Việt Nam Đồ Ông Lão Iceland. Ở cái phần đặt tên thì anh em chú ý một xíu những cái từ, ví dụ như chữ U này, chữ những cái tất cả các dấu luôn, trừ dấu dấu huyền, dấu sắc. À không phải, có những cái dấu mà anh em không xài được, ví dụ như dấu nặng này, như là chữ này là anh em không xài được. Hay là cái dấu dấu hỏi đi, là ả thì cũng không xài được nha. Dấu hỏi với dấu nặng là không xài được. Còn dấu sắc, dấu huyền, dấu ngã là được nha anh em. Và còn cái gì nữa không nhỉ? Và ở cái tên server này đó, anh em lưu ý cho mình là đôi khi ấy, cái chữ viết hoa và cái chữ viết thường nó cũng rất là khác nhau. Nên là anh em đặt tên server làm sao đấy mà khi người chơi người ta đặt vào, ví dụ như cái chữ Đồ Ông Lão, thì khi mà người chơi ghi chữ ô thường ấy, người ta sẽ không kiếm được cái server của mình, nhưng mà người ta ghi chữ ô hoa mới được nha. Thì đây là một trong những cái mà anh em cần lưu ý nếu mà anh em phổ biến cái cách vào server cho người chơi. Tiếp theo tới cái phần description. Ở đây là cái phần nói chung là anh em ghi bình thường cũng được. Ví dụ như là đây là mình để là, nó để lúc đầu nó để ARK Mobile Game Server Host, hosted by Nichado. Thì đây là mình hosted by Ông Lão Gaming, có nghĩa là cái server này được mở bởi Ông Lão Gaming, đó chính là mình nha. Tiếp theo chính là cái phần welcome message. Là đây là nói chung là anh em để cái gì cũng được thôi. Cái này là cái chào mừng thôi mà. Giao tiếp trên Discord này thì anh em ví dụ như là một số bạn có thể ghi là click này, click info, click xong rồi ngoặc kép lên info để vô group chat đó. Nhưng mà anh em lưu ý cho mình là cái chữ để thì anh em không được dấu hỏi nha, không được dấu hỏi nha, không thì nó sẽ bị hỏng đó. Anh em nên lưu ý cái quy tắc chat trong game. Mình nghĩ là những cái anh em mà thuê server đó thì cũng có chơi game qua rồi, nên là biết cái cách của nó luôn đó. Anh em không thể nào mà ghi những cái chữ có dấu như vậy trong game, và kể cả như ở cái phần cài đặt này luôn, tại vì nó cũng hiển thị trong game mà. Và cái mục kế theo đó là Enable PvP Dungeon. Thì cái mục này là cái mục mà cái clip lần trước mình không có, nên lần này mình sẽ update cho anh em. Thì khi mà bật cái chế độ này lên đấy, thì anh em có thể đánh nhau trong trong hầm ngục. Thì đối với những server mà PvE trồng rau nuôi thú thì anh em tích cái này lên cho mình, bắt buộc là tích luôn. Thì khi mà anh em đi hầm ngục, anh em sẽ được 20 element nha. Còn đối với những server như BVX hay là BVB ấy, anh em bật cái này lên là mọi người có thể chọn nhau nha, kể cả server BVX luôn. Nếu mà anh em đi vào trong hầm thì anh em vẫn thấy cái biểu tượng BVE thôi, nhưng mà thực ra là vẫn trang nhau được, chọn nhau được đó. Anh em mà lỡ bắn trúng cái người khác là coi như giết người ta luôn đó nha. Nói chung là cái này nó khá rườm rà, nhưng mà cái lợi ích của nó chính là anh em mà đi hầm xong thì sẽ được gấp đôi element, đó chính là 20. Còn anh em nào mà không tích cái này đó thì chỉ được 10 thôi. Sau phần PvP Dungeon thì là cái phần Server Information URL. Thì đây giống như cái link đó anh em. Thì anh em nào có cái group chat hay là cái nhóm Facebook hay là cái link Discord thì anh em để vào đây. Nhưng mà cái nhóm chat thì mình nghĩ là hiện tại Messenger người ta cập nhật lên rồi là không thể share cái link được, nghĩa là không có link để vào nhóm chat, chỉ có thể là những người nào đó mà add người mới vào thôi. Nên là mình nghĩ là nó hợp với cái nền tảng Discord hay là group Facebook hơn nha. Nên anh em cứ để cái link vào đây cho mình. Và nếu anh em nào gửi cái link Discord ấy, thì lưu ý là phải chỉnh cái link đó thành bệnh viện nha, để người ta có thể vào nhiều được. Và cái link đó khi mà anh em nào xài Discord thì để ý cho mình là anh em không được xóa cái kênh chat đó đi nha. Anh em xóa kênh chat đó đi là anh em phải đổi cái link này lại. Tại vì anh em xóa kênh chat đó đi thì nó sẽ tạo ra một cái đoạn mã mới chứ không phải là mã cũ nữa. Đó.
Several region. Thì đây là cái mục mà anh em trong cái phần filter ấy, anh em tìm kiếm server thì anh em để Asia này, thì anh em cứ để Asia đi. Thì đa số anh những anh em Việt Nam để hay để server là Asia. Phần server password, là cái mật khẩu để vào server nha anh em. Thì đó thì rồi mình sẽ che lại đi. Mật khẩu và server, anh em muốn đặt mật khẩu cũng được. Thì khi mà anh em đặt mật khẩu, chú ý cho mình là khi mà những người chơi người ta tìm tên server đó, thì ví dụ như là anh em tìm chữ chữ gì ta, Việt Nam thì sẽ có rất là nhiều tên hiện ra, thì anh em sẽ không thấy được cái server mà bị đặt mật khẩu đâu, tại vì những server đó người ta sẽ ở cuối danh sách đó. Anh em vẫn cần phải kéo xuống và nhập cái mật khẩu lên. Và phần tiếp theo là phần admin password, đây là cái mật khẩu admin này, nên đây thì mình cũng không cho anh em xem được đâu, mất công mình phải đổi lại nữa. Kế theo đó là phần primal pass only slot. Khi mà anh em bật, thường thường thì những server người ta sẽ deactivate cái này lên, thì nó sẽ hiện lên cái, ví dụ như anh em thuê server 26 slot đi, anh em deactivate thì nó sẽ hiện ra 26 slot luôn. Nhưng mà ví dụ anh em ấn số 1 thì cái server nó sẽ hiện ra là 25 slot cộng 1, có nghĩa là một slot của cái Rainbow Pass này là slot dành cho dân VIP đó. Hoặc là anh em ghi vào đây số 10 đúng không, thì server anh em nó sẽ hiện là 16 slot, xong là cộng thêm 10 ở phía bên dưới nữa, xong là hình cái Rainbow Pass, có nghĩa là server có 26 slot nhưng mà trong đó 10 slot nó là slot VIP rồi. Thường thường cái này mình chỉ để một thôi, lâu lâu nhìn cho nó đẹp đó anh em, mình thích cái số 25 mà. Server transfer secret, nhiều bạn không có để ý cái phần này lắm, và có rất nhiều bạn hỏi mình server transfer secret là cái gì. Như cái video clip mà chuyển pass chuyển server mình đã giải thích trước đó, thì cái server transfer secret này là cái pass chuyển server. Thường thường thì những chủ server người ta sẽ không để cái pass này lộ ra đâu, rất là dễ toang server luôn đó. Những kẻ xấu người ta sẽ lợi dụng và người ta tuồn những cái đồ nguy hiểm vào, ví dụ như bút đồ các kiểu, ví dụ chuyển vào 1.000 vòng vàng chẳng hạn, thì nó rất là nguy hiểm luôn. Nên là cái này là pass chuyển server nha. Và ở cái hệ thống server thuê của chúng ta đó, thì cái pass chuyển server này nó lại khi này, anh em muốn chuyển từ server này qua server khác thì nó chỉ phụ thuộc vào cái pass chuyển này thôi. Anh em cần phải có hai server phải có cái pass chuyển giống nhau để có thể transfer qua transfer lại. Đó, thì qua cái phần đó là những cái phần mà cài đặt nền tảng. Tiếp theo là tới cái phần cài đặt game. Mục đầu tiên là mục difficulty, là cái độ khó. Ở đây thì nó có bốn cái chế độ: easy, medium, hard và brutal. Chế độ easy thì thú của nó là thú hoang của nó là maximum thú hoang level có 30 thôi. Đây là dành cho những người chơi mới đó. Thì theo cái nhận định của mình ấy, chế độ dễ thì chắc chỉ có PvP mới chơi thôi, vì thủ nó thấp. PvP mấy ông ấy, mấy ông kia, mấy ông mà like lên ấy, người ta like lên tới 400 mấy luôn cũng được đó. Và ở cái chế độ này medium thì level của thú hoang nó là 150, và ở chế độ khó là level thú hoang maximum là 300. Thì tại sao nãy giờ mình không nói cái level của thú đã thuần hóa là tam đó. Thì level thú tam của ba cái chế độ này nó đều là 450 hết, là maximum. Easy, medium với hack nó có chung một cái maximum level thú tam là 450. Nếu như anh em nào mà lỡ nâng cấp thú mà lên, ví dụ như lên khi mà cái này là nó chỉ xảy ra với admin thôi. Khi mà admin ví dụ buff level bằng god con slow ấy lên 421, thì khi mà server reset lần tiếp theo, con thú đó sẽ bị hệ thống gạt ra khỏi server. Còn người chơi thì khi mà anh em, ví dụ anh em ta một con thú mà level tầm 449 đó, thì anh em chỉ nâng lên được đúng một level thôi, sau đó nó sẽ bị kẹt ở đó luôn. Còn một cái trường hợp khác, là một cái trường hợp mình nghe rất là nhiều những anh em nói là thường thường các YouTuber người ta hay nói là anh em đi bắt sói trong hang về để level cao đó. Thì cái này nó chỉ đúng với những bạn mà chơi offline thôi. Còn chơi server online thì nó lại khác anh em nha.
offline thì người ta không có giới hạn cấp độ, còn online thì lại có. Ví dụ như là hai cái thằng chế độ dễ, trung bình và khó này, easy, medium và hard. Thì cái level giới hạn thú tam của nó là 450, nếu mà anh em hồi sinh cái con thú nào ấy, thú hoang mà level nó cao cao một xíu mà nó vượt qua anh em tam xong mà nó vượt qua 450 đó thì coi như là không được nha. Ví dụ như là bây giờ anh em chơi chế độ khó đi, mà anh em lấy ngọc thú một con sói level 301 đi, từ 301 trở lên anh em hồi sinh nó sẽ về level 1 đó. Anh em nào không tin thì cứ thử đi, còn nếu mình sai thì thôi, mình xin lỗi, mình làm lại. Nhưng mà nó là như vậy đó anh em. Anh em chứ lấy mấy con sói level cao đó đó thì nó chỉ hợp lý khi mà anh em chơi chơi ở bên offline thôi đó. Chỉ tại vì nếu mà anh em mà chơi bên offline mà không mua god, anh em sẽ cần phải tam những cái con sói level cao như vậy để đỡ nâng cấp level. Sói đó càng cao thì chỉ số nó càng cao mà. Tiếp theo là tới server Brutal, thì đây là cái chế độ mà người chơi rất là khó chịu. Tại vì cái level thú hoang của nó lên tới 450 lận, và cái maximum level thú tam của nó là 600. À, và mình quên giải thích một điều nữa. Những cái điểm khác biệt cơ bản giữa bốn cái chế độ này. Chế độ dễ thì anh em khi mà anh em farm đồ, anh em hay là làm bất cứ cái gì mà nhận kinh nghiệm đó, thì chế độ dễ anh em sẽ nhận được 100% kinh nghiệm. Chế độ khó, ở chế độ trung bình thì anh em chỉ nhận được 80% kinh nghiệm thôi. Chế độ khó thì anh em chỉ nhận được 50% kinh nghiệm thôi, có nghĩa là nhận một nửa rồi đó. Còn chế độ Brutal thì anh em chỉ nhận được 20% kinh nghiệm thôi, có nghĩa là nó giảm rất là nhiều luôn. Anh em phải tốn rất là nhiều thời gian ở chế độ Brutal để có thể mà lên đến cấp như là 90 mấy đó. Nói chung là cày nhiều thì nó cũng lên thôi anh em, nhưng mà thực sự mà nói thì rất là lâu luôn đó. Cái phần độ khó này nói cũng hơi nhiều nha anh em, nhưng mà nói chung là nó khi anh em hiểu rồi ấy, thì không có gì phải nói nữa. Tới cái phần mà XP multiplier, ở đây là cái phần nhân kinh nghiệm đó, thì anh em cứ để 2.0 cho mình. Ví dụ anh em để 2 đó thì nó có nghĩa là khi mà anh em farm đồ thì anh em sẽ nhận được nhân 2 kinh nghiệm. Như vậy là có nghĩa là sao ạ? Khi mà anh em chơi ở một server có chế độ khó thì nó giảm mất một nửa. Sau đó là anh em bật cái nhân ghi số 2 vào đây, nghĩa là nhân 2 kinh nghiệm thì coi như là nó trở về hòa rồi đúng không? Thì anh em mất một nửa mà anh em lại được nhân đôi đi thì nó sẽ làm một thôi. Đó là do tại sao mà ở các server khó anh em cảm giác cày level rất là nhanh luôn, chứ không như bên server của nhà phát hành. Bỏ qua vụ đấy thì mình đến với phần tiếp theo, đó là phần Survival Mode, chế độ sinh tồn. Ở đây nó có 3 cái. Một là chế độ Casual, có nghĩa là anh em chết sẽ không mất đồ, không mất cấp. Survival, anh em chết sẽ mất đồ. Ở chế độ Casual thì những Casual ấy, thì khi mà anh em chết thì những cái đồ ăn, đồ, những cái vật phẩm mà anh em tiêu thụ, ví dụ như là máu này, bam này, element này, thuốc kích dục này, anh em chết là vẫn bị rơi nha. Chỉ không rơi súng này, đạn này, vũ khí nè, đạn nè, cái gì ta, giáp nè, bản vẽ nè, hình như hết rồi. À, ngọc thú nữa. Còn ở chế độ survival thì anh chết phát là anh em mất hết luôn, không còn gì luôn. Chỉ trừ những cái vật phẩm hiếm, premium item á, thì cái đó nó không rơi được thôi. Chế độ hardcore là một chế độ mà khá là khó cho người chơi. Thường thường thì không ít những server thuê nào người ta để cái này lắm. Khi mà anh em chết thì anh em sẽ trở về level 1 đó, là coi như là mất hết đó, mất không còn gì luôn, mất cả cấp luôn. Bỏ về phần tiếp theo là phần game rules, là chế độ game. Ở đây nó có 3-4 mục này. PvE là trồng rau nuôi thú, có nghĩa là người chơi sống sinh tồn với tự nhiên. PvP có nghĩa là anh em ngoài cái việc sinh tồn với tự nhiên thì anh em phải sinh tồn giữa những người chơi nữa, những người chơi có thể giết nhau. Còn PvX là sao ạ? Anh em cứ tưởng tượng là một cái map như vậy đi, thì nó sẽ có hai cái hình chữ nhật, một cái hình chữ nhật bự và một cái hình chữ nhật nhỏ hơn ở trong tâm, một cái hình chữ nhật bé bé ở bên trong. Thì cái hình chữ nhật bé bé đó nó là khu PvP, còn cái hình còn từ cái khu PvP mà trở ra ấy, thì nó là khu PvE. Đến đây thì mình nghĩ là chắc anh em cũng hiểu đó.
Còn cái BVX clock này á, nó giống như một cái, anh em tưởng tượng là một cái mặt đồng hồ đi, thì anh nó sẽ có cái kim kim giờ, kim phút gì đó. Thì cái BVX clock này nó giống như cái kim đồng hồ nó xoay đó anh em, nó xoay tới vị trí nào thì ở từ cái tâm ra nó y chang như cái kim đồng hồ luôn. Thì cái khu vực đấy nó sẽ là biến thành BVB. Còn những cái khu vực không phải là nằm trên cái kim đồng hồ đấy, nó sẽ là BVE. Cái chế độ này thì chơi nó rất là thú vị luôn. Anh em có thể xây thuyền xong rồi tới khu nhà thằng nào thì đánh thằng đó. Đó, nhưng server của mình là BVX nha. Về cái phần clock zone này nè, thì anh em những cái vòng kim đồng hồ đấy anh em có thể chỉnh giờ luôn. Ví dụ như là mỗi 1 giờ này thì cái map đó, nó sẽ quay 12 vòng đúng không? 12 vòng thì nó có nghĩa là 12 mà anh em nhân cho 1, có nghĩa là không phải, nó sẽ quay lộn anh em ơi, nó sẽ quay theo kim đồng hồ nhưng nó quay tới 24 khu lận. Thì anh em mỗi giờ có nghĩa là anh em every hour thì nó sẽ quay, nó sẽ quay là mỗi một cái khu đấy nó sẽ đứng đến một giờ đồng hồ, thì một trăm vòng một ngày 24 tiếng nó sẽ quay hết cái map đó luôn. Và mỗi nửa tiếng thì mỗi nửa tiếng thì mỗi một cái khu đấy thì nó cũng như cái lúc đầu cái khu 1 giờ thôi, thì nó cái kim đồng hồ nó sẽ đứng đó tầm nửa tiếng, thì cứ nửa tiếng là nó sẽ chuyển vùng một lần. Và cái này á thì nó sẽ giúp anh em là giảm cái thời gian mà BVB toàn map BVB clock toàn map xuống còn có tầm 12 tiếng thôi, giảm gấp đôi đó. Khi mà anh em bật cái này lên thì nếu anh em không có thời gian trông, anh em bật 30 phút thôi, thì trong 12 tiếng đó nó sẽ quay hết một vòng của cái map của anh em, thì tới nhà nào thì nhà đó nát đó. Và tương tự đây là 20 phút một lần này và 15 phút một lần. Thì mình khuyên anh em là nếu muốn thử nghiệm thì cứ thử nửa tiếng đi, tại vì những 15 với 20 phút thì nó ngắn quá, còn 1 giờ thì lâu quá, rất là dễ nát server luôn. Ở đây là đây nó có chỉnh cái này, nó chỉnh được nha anh em. Cái này clock zone này anh em chỉnh cái vị trí xuất phát của nó, nhưng mà cái này thì mình nghĩ là anh em đừng nên chỉnh, tại vì mình cũng không rõ cái này lắm đâu. Nhưng mà ví dụ như anh em ở đâu đấy tầm khu Việt Nam hả, Việt Nam là múi giờ tầm 6 cộng đúng không, 6 cộng hay là đây nè Asian gì đó nè. Nói chung là anh em đừng có thử cái này, anh em cứ để nó mặc định đi. Thì nếu mà anh em để cái mặc định nó cho là 0 giờ UTC đó, thì cái kim của nó, cái khu vực BVX clock của nó sẽ nằm ở cái hướng tầm 9 giờ 10 giờ đó, anh em chú ý này cho mình. Ở cái mục tiếp theo là một cái mục tích như thế này, disallow crafting station, crafting station, thì anh em vào trong shop đó, anh em thấy những cái bàn chế, ví dụ bàn chef station này, hay là bàn mua yên này, hay là những cái bàn ví dụ như là bàn mua đạn dược đồ các kiểu ấy, thì anh em mà tích vào cái này đó thì những người chơi đó sẽ không thể nào đặt những cái bàn đó xuống mà xài được. Nói chung là mình nghĩ là không có lý do gì để anh em tích cái ô đầu tiên hết, nên anh em cứ để trống với mình. Ô thứ hai là allow building near caves and obelisk. Ở đây là nếu mà anh em tích vào trong cái ô này đó thì anh em sẽ cho những người chơi khác xây ở những cái trụ to và xây trong cái hang. Còn anh em không tích thì mình khuyên là anh em không tích cái này, tại vì những người chơi, anh em để người chơi xây thì người ta sẽ xây kín hết hang hay kín hết những cái trụ đó thì sẽ không ai xây được. Và có nhiều anh em thắc mắc thì mình cũng giải thích luôn, khi mà anh em bật cái God Console lên, bật cái password admin lên đó, thì anh em có thể xây được, mặc dù anh em tích hay không ấy, thì anh em vẫn xây được nha. Còn khi mà anh em không bật God đó, anh em thử đi, anh em không bật cái God lên mà anh em ấn xây trên cái trụ thì sẽ gần cái khu trụ thì sẽ không được. Đây là cái đặc biệt của cái phần này. Structure Decay ở cái ô tích thứ 3 là cái ô tích mà anh em sẽ bật cái chế độ hủy công trình lên. Thì người chơi nào mà không xuất hiện ở cái khu vực công trình đó trong vòng 7 ngày thì cái kiến trúc đó nó sẽ bị phân hủy nha. Ở đây thì tùy server anh em đông thì anh em nên tích vào cái ô này, còn không thì thôi anh em đừng có tích làm gì. Không thì anh em xây những cái khu nhà đâu đấy, đặc biệt là anh em nào xây những cái ví dụ giường ở trong hang đó thì anh em để lâu ngày nó quên đó là nó bị hủy luôn đó. Ở ô tích cuối cùng là ô tích thứ 4, nó là vào cái phần
disable auto time and claim. Đây có nghĩa là anh em tích vào ô này cho mình nha. Thì cái ô này nó có nghĩa là anh em tắt cái chế độ mà tự gọi là bên trên nó là tự hủy kiến trúc, bên dưới nó là cái gì ạ? Nó tự giống kiểu nó tự thả rông thú đó, nó tự unclaim thú thôi, nói tiếng Anh đi. Nó tự unclaim thú, có nghĩa là anh em mà không ở gần con thú 3 ngày đó thì nó sẽ bị unclaim, nó biến nó sẽ chết trong 15 phút. Nên là anh em chú ý cái này cho mình. Đó thì trong 4 cái ô tích này mình khuyến cáo anh em nên tích ô thứ 3 nếu mà anh em muốn hủy công trình dần dần cho nó server nó bớt lắc, và ô thứ 4 cho mình. Còn hai ô đầu tiên thì anh em không cần đâu. Tới cái phần match number of player in try thì đây là cái số lượng giới hạn người trong GBA. Anh em đối với những có những server người ta ghi là small try đó, ví dụ đây nè. Small drive thì có nghĩa là cái drive của người ta chỉ cho 3, 4 thôi, anh em để số 3 vào đây. Nhưng ở server mình thì mình để số 10 đó. Và anh em lưu ý là anh em có thể ghi được từ 2 người hoặc là 24 người thôi, ngoài ra là không có ghi thêm được nữa. Tiếp theo là những cái ô tích khác, ví dụ là disable weather effect, có nghĩa là anh em mà tích vào ô này đó thì anh em sẽ hủy cái thời tiết đi. Đôi khi là nó cho sương mù, nó cho mưa, rồi nó cho ánh sáng chói chang chiếu sáng khắp muôn loài đó. Thì anh em tích vào cái ô này thì anh em sẽ tắt cái hiệu ứng thời tiết đi. Disable friendly fire PVP, có nghĩa là khi mà anh em bật cái này, tích vào cái ô này đó thì những đồng đội người ta sẽ không đánh nhau được nữa trong khu PVP đó. Còn anh em mà không tích cái ô này đó là mấy cái thằng đó, mấy thằng mà cùng GBE đi vào trong khu PVP đó, nó mà lỡ bắn lộn nhau là chết hết đó nha anh em. Giống kiểu là phản bội nhau đó. Nên là cái này cũng tích luôn nha. Allow tribe imprinting thì cái mục cuối tích cuối cùng này nó thuộc về cái nuôi thú nha anh em. Thì anh em tích vào cái ô này thì khi mà baby nở ra đó, người tất cả mọi thành viên trong chibe có thể imprint con thú. Còn anh em mà không tích cái ô này đó, mà anh em khi mà người chơi nào mà claim cái con baby đó thì chỉ người đó mới imprint được con thú đó thôi, rồi những thành viên chung chibe không được, không có imprint được. Thì đây mình khuyên anh em tích ba cái ô này cho mình luôn. Tới cái phần cuối cùng, mục cuối cùng là mục nhân. Ở đây cái mục đầu tiên là harvesting multiplier, có nghĩa là phần cấp số thu hoạch này. Anh em cứ để maximum cho mình 3 này. Giống kiểu là khi mà anh em thu hoạch trái cây đó, thì anh em sẽ thu hoạch được, anh em ghi số 3 và nó sẽ thu hoạch gấp 3 lần. Phần tiếp theo là mating multiplier, đây là cái phần cấp số nhân giống. Thì ở đây nó có ghi một dòng chữ nhỏ nhỏ là chỉ số càng nhỏ thì càng nhiều baby, anh em cứ ghi để chỉ số nhỏ nhất là 0.1 cho mình. Nó ghi vậy thì mình cũng chỉ biết vậy thôi, còn mình không phân tích rõ được. Mục tiếp theo là XH split, lộn anh em ơi, thôi đọc tiếng Việt đi. Mục tiếp theo là cái tốc độ nở của trứng, anh em ghi số 5 cho mình. Thì này nó có nghĩa là nhân 5 tốc độ nở trứng đó, tốc độ ấp trứng. Baby mature speed và multiplier, nó có nghĩa là cái tốc độ trưởng thành của con thú. Đây mình cũng để số 5 luôn, có nghĩa là gấp 5 lần. Thì anh em mà để số 5 này đó thì anh em nuôi Griffin rất là dễ luôn. Còn ở server nhà phát hành đó, người ta ghi cái này người ta để số 1 đó anh em. Thì cái con Griffin nuôi nó mất tầm 40 ngày đó. Còn ở server unofficial đó thì người ta nuôi mất như mình luôn, mất tầm có 3 ngày rưỡi đến 4 ngày thôi. Đấy là lý do tại sao mà mặc dù cái hệ thống unofficial nó có nhiều rất nhiều chữ ngại như là admin trẻ trâu này, hay là chơi bẩn này, vân vân và mây mây, nhưng người chơi vẫn rất thích chơi tại vì nó tiết kiệm thời gian rất là nhiều luôn. Phần kế tiếp là imprinting speed, cái này anh em cũng để số 3 cho mình nha, maximum chỉ số luôn. Đây là cái tốc độ imprint thú nha anh em. Tiếp theo là day time scale, thì anh em để cái này, đây là cái thời gian ban ngày, thì anh em để 0.25, có nghĩa nó sẽ chậm gấp 4 lần đó. Lâu lâu thì mình không để ý đó anh em.
Mình cứ nghĩ là mình ghi số 3 vào đây nó sẽ chậm gấp 3 lần, nhưng mà mình bị lộn anh em ơi. Này nó nhỏ nhất là 0.25, anh em để vào cái chỉ số 0.25 vào cái phần daytime ấy thì nó sẽ là chậm gấp 4 lần, là 1/4 đó nha anh em. Phần kế tiếp là phần nighttime scale. Ở đây anh em để số 3 cho mình, thì thường thường ở những server thuê đó, người ta không có thích cái đêm dài. Người chơi người ta thích là trời luôn sáng và luôn sáng, kể cả mình bật cái chế độ này nhưng mà khi vào game mà trời tối thì mem nó cũng kêu là ad ơi cho em xin chờ sáng đi. Nên là anh em cứ để cái này maximum có thể. Và ô tiếp theo là cái ô crop grow speed nè. Thì cái này là tốc độ lớn của những cái cây anh em trồng đó, anh em để số 5 cho mình luôn. Resort spam multiplier thì ở đây á nó ghi là, ở đây nó ghi là đây là cái tốc độ nha, cái cấp số mà giống kiểu cái hệ thống nó sản sinh ra những con thú mới đó, khi mà anh em giết đi thì nó sẽ hồi sinh lên những con thú mới đó. Thì cái này nó ghi ở đây là những cái giá trị nào mà nhỏ hơn 1 á thì sẽ tăng cái tỷ lệ mà hồi sinh là những cái nguồn thú hay là nguồn nguyên liệu đó. Cái này anh em để 0.25 cho mình là để kiểu nó cái tỷ lệ nó tăng lên maximum luôn đó. Và cái mục cuối cùng là cái mục mà defecation. Đây là cái tốc độ mà đi vệ sinh đó này, nha anh em. Anh em để cái này thành 5 đó thì giống kiểu anh em sẽ bị thải phân gấp 5 lần, hay những con thú đó anh em để cái này số 5 đó thì vô giống kiểu nó sẽ đi ị gấp 5 lần luôn. Giờ nó ị liên tục đó anh em, nó ị tràn cả map luôn, nên là anh em đừng có bật cái này nó sẽ gây lag server đó. Anh em cứ tưởng tượng là anh em đang chạy mà anh em cứ ị khắp nơi, ị khắp nhà luôn đó, thì nó không tốt lắm đâu. Và nãy giờ, ôi sao nó lắc rồi, thì nãy giờ mình nói đó thì anh em chú ý cho mình nhớ lại là không có bất cứ cái cách nào để chỉnh cái tốc độ tam thú đi. Nhiều anh em vào trong server hỏi mình là ad ơi tại sao mà cái server này tốc độ tam thú lại chậm thế, tại sao em xài kibble mà nó lên được có mấy chục phần trăm thôi, thì cái này là do thú thôi chứ admin không chỉnh được nha. Nên là anh em nào xem clip này của mình thì hãy hiểu cho những admin, họ không thể nào mà chỉnh được những cái này đâu. Rồi, không hiểu tại sao thì làm cái gì đấy mà nó lắc luôn rồi anh em ơi. Đậu xanh. Đó, nó lát không được luôn. Để đợi một xíu. Đó, thì cái phần server setting là xong. Đây, tiếp theo là phần tool này. Tool này thì nó có rất nhiều thứ. Ví dụ như anh em ấn vào cái extends này. Thì đây là cái cách mà anh em gia hạn server nha. Đó thì nó để sẵn cái server anh em luôn, anh em cần ghi nhập số ngay vào đây thôi. Và anh em ấn nó sẽ hiện số này, total price này thì là 400 mấy đô luôn đó. Thì thôi anh em cần phải charge, phải nạp tiền vào thẻ trước cái đã, vô tài khoản trước cái đã. Tiếp theo là một trong những cái khác là up và downgrade. Thì đây là thôi phần này anh em đừng có đụng vào, mình khuyên anh em luôn đó, không biết thì đừng có nghịch nha. Charge account này, đây là cái chỗ mà anh em sẽ nạp thêm tiền vào tài khoản. Thì thường thường là anh em gặp rất là nhiều cái vướng mắc ở chỗ này là anh em không tìm thấy Việt Nam, thì ở đây mình khuyên anh em là cứ để một là United States đó, anh em cứ để cái này cho mình. Và cái phương pháp thanh toán á thì ở đây nó có rất nhiều cái anh em thấy không, Visa debit này, Mastercard debit này. Thường thường ấy cái thẻ Việt Nam mình sẽ rất là vướng những cái này, mình khuyên anh em là tải cái app Babel về, nó như là cái ví ảo Momo thôi, nhưng mà cái tiện là anh em nó này nó chỉ là cái Babel, nó chỉ là cái ví trung gian thôi, có nghĩa là anh em có một cái card ngân hàng đúng không, card Visa đi, thì anh em muốn trả cho cái tài khoản Nichado này thì anh em phải trung gian qua cái thằng Babel đó, thì anh em phải liên kết cái thẻ ngân hàng anh em với thằng Babel rồi lấy thằng Babel nó trả. Thì Babel nó sẽ không tính phí cái này đâu nha anh em. Còn cái thằng Nichado này nó sẽ lấy bao nhiêu ta, hình như là 3% phí đó, mình nhớ không nhầm. Đó, anh em nhập cái số lượng cần trả vào, anh em ấn chữ chat phát là xong thôi. Nhưng mà đây mình sẽ không ấn nha. Rồi quay trở lại phần tool setting.
Hình như hết rồi anh em ơi. Có phần setting này, thì phần setting này nó cũng chẳng có gì nhiều đâu. Edit user này, cái này thì anh em phải nhập cái mật khẩu vào, nên là thôi đừng có nghịch cái này làm gì. My service này, đó. Extend service này, đây nó có cái nút extend luôn, cũng như vậy thôi. Hoặc là anh em upgrade, downgrade service, từ đây mình anh em nghịch cái này đó. Cái phần này đó là anh em không nên nghịch nha. Anh em mà nghịch cái này đó, ví dụ như là server của anh em đang là, mình chỉ anh em luôn, ví dụ như là anh em đang là hai server, mình là 26 slot đúng không, và 2GB RAM này, tên server là Mobi nè, 30 ngày nè đó. Thì em lưu ý cái này nha, nếu mà cái chỉ số này nó như cũ cái server anh em đó, anh em thuê server thì anh em sẽ nhớ cái chỉ số thôi. Của mình 26 slot này là ARK Mobi nè, nó là cái chỉ số cũ đó nha anh em, thì anh em sẽ không có gì xảy ra hết. Nhưng ví dụ anh em ngứa cái tay xong rồi muốn gãi cái chân, anh em ấn vào cái 3GB này đó, thì anh em ấn vào lại cái Mobi này, thì cái server anh em đang chơi hiện tại đó nó sẽ bị đóng, nó sẽ bị dừng luôn, và nó sẽ tạo cái server mới với cái RAM 3GB. Anh em lưu ý cho mình nha, đó là lý do tại sao mà lâu lâu anh em kiểu đang nâng cấp server nhưng mà lại tạo server mới đó. Nên là cái phần này rất là nguy hiểm, anh em chỉ cần extend thôi. Đó thì đó là cái cách mà anh em cài đặt sơ qua server của mình. Thì sau khi mà anh em cài đặt xong đấy, anh em ấn cái chữ lưu nha, đây nó có cái nút lưu nè, rồi xong lại lắc rồi anh em ơi. Đó nó có cái nút lưu ở ngay chỗ này nè nha anh em, góc bên dưới màn hình đó. Thì anh em ấn chữ save change này, xong anh em ấn lùi lại cho mình, anh em restart server, ấn vào nút restart, đây nó sẽ hiện lên cái thông báo là mày có muốn restart cái service này không, thì anh em ấn chữ yes cho mình. Nhưng thôi nên mình không ấn, tại vì đang có 10 người chơi trong server đó. Những cái server bloat đó nha anh em, thì anh em không nên là lùi hay là nghịch ngợm những cái này nhiều, để ảnh hưởng đến người chơi. Đôi khi là người ta đang đi hầm, đang đánh boss hay là đang tam thú đó, thì anh em nghịch cái này đó thì sẽ ảnh hưởng tới người ta nha, nên là không nên đâu anh em ơi. Đó thì nãy giờ là mình đã chỉ sơ cho anh em cái cách mà anh em cài, những bạn nào mà mới thuê server đó thì các cách cài đặt server một cách chính xác nhất anh em có thể tham khảo của mình thôi, không nhất thiết là phải để chế độ giống như server của mình đâu. Anh em tham khảo và đưa và tạo ra một cái server theo cái cách mà anh em muốn đó. Còn anh em nào thắc mắc đó thì cứ liên hệ Facebook của mình, anh em lên Facebook và anh em kiếm là ông lão .ark là sẽ ra cái trang ông lão gaming của mình đó. Thì xin chào tạm biệt tất cả anh em nha. Chúc anh em một ngày mới là tốt lành, và đừng quên là like và subscribe kênh của mình. Bye bye anh em.